Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh báo có cái gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Trong quá trình xem kênh của mình á thì mình nhận rất là nhiều cái lời chia sẻ của các bạn. Các bạn chia sẻ cho mình một số cái đường link những cái chủ đề về bất động sản. Thì trong những cái bài mà các bạn gửi mình ngày hôm nay mình chọn một cái bài mình thấy rất là hay để chia sẻ đến với các bạn. Bài hôm nay nó có cái tiêu đề như thế này các bạn này: mua đất làm vườn tưởng dễ mà là khó. Có nghĩa là sao các bạn? Khi có thu nhập con người càng ngày càng cao lên á thì cái nhu cầu muốn về một cái vùng nông thôn có hưởng một cái không khí trong lành mát mẻ để tránh đi cái ồn ào của phố phường thì người ta có xu hướng là dịch chuyển ra cái vùng ven để sở hữu được những cái mảnh đất lớn nhưng vừa ở mà có thể vừa làm vườn được. Nông na là như vậy các bạn ạ. Nhưng mà trong quá trình đi mua mà chúng ta sơ sẩy một tí thì có khả năng có việc mua bán chúng ta sau này nó không được như ý các bạn ạ. Ngày hôm nay có một cái bài mình chia sẻ cho các bạn này: chọn đất theo cảm xúc, có dư một ít tiền lại thích sống gần gũi thiên nhiên, gần hồ suối. Anh Đức ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh được cò đất dẫn đến một khu vực hồ suối Rau, đá Đan, đá Bàn, rồi đến hồ sông Rai thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm mua đất xây nhà vườn làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Cuối cùng anh chấm được một miếng đất ở khu vực hồ suối Rau thuộc huyện Châu Đức, có diện tích là 1 ha và giá gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên khi hoàn thành giấy tờ mua đất và chuẩn bị xây nhà mới thấy khu vực hồ bất ngờ cạn nước. Anh Đức hỏi người dân địa phương mới biết một năm khu vực này phải cạn mấy tháng. Lúc xin phép chuyển lên đất thổ cư để xây nhà cũng không được vì chính quyền địa phương nơi đó là đất trồng cây lâu năm. Vì chính quyền địa phương nói đó là đất trồng cây lâu năm, chỉ được xây nhà tạm, không được xây kiên cố như người bán và cò quảng cáo. Cái này thì mình cũng đã nói đi nói lại các bạn rất là nhiều lần rồi đó. Tất cả những cái thông tin mà những anh cò này mà anh múa các bạn thì chỉ là tham khảo thôi. Còn mọi thứ là các bạn phải lên ủy ban nhân dân phường, xã, các bạn phải hỏi. Miếng đất này là anh có vướng gì vấn đề pháp lý hay là không là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi làm nhà thì anh có vướng vấn đề gì không. Thường thường là trong một cái mảnh đất vườn thì ít nhất phải có được 100 hoặc là 200 mét ở thì các bạn có làm nhà kiên cố được. Còn mà đất vườn là hoàn toàn là không có thể làm nhà được các bạn. Các bạn nhớ giùm mình một tí. Các bạn cứ nghe về những cò là nói các bạn là mình không phải mình nói sáo cò gì đó. Nhưng mà phần đa là họ muốn bán được cho nên người ta nói ngon nói ngọt các bạn thôi. Đơn giản vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Đất vườn sao mà xây nhà được, ai cho, chẳng qua xây lạo thôi. Có khi địa phương nào cũng dễ dễ không ai để ý thì các bạn sai lên, nhưng mà nói các bạn đừng để báo chí nó vào, báo chí nó vào cũng thọc cũng đưa lên và hình ảnh là cuối cùng là cũng súng đập bạn thôi. Nên tốt hơn nhất là các bạn mua một mảnh đất lớn, trong mảnh đất lớn đó nó phải có đất đất ở trong đó nữa. Như vậy là chúng ta vừa làm nhà kiên cố nhưng mà vẫn có được cái vườn để hưởng thụ cái không gian của nó. Trong khi đó chị Trâm Anh ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh vừa phải bán lỗ 140 triệu đồng một mảnh đất vườn ở xã Trị An chỉ sau một năm. Theo lời chị Trâm Anh, mảnh đất trên có diện tích là 600 mét vuông là đất nông nghiệp nằm sát mặt đường nhựa. Vợ chồng chị mua với giá 730 triệu đồng, mục đích ban đầu là để đầu tư nên sau khi mua vợ chồng chị không canh tác thêm, chỉ có mấy gốc xoài chủ cũ đã trồng sẵn. Tuy nhiên gần đây vợ chồng chị cần tiền gấp để xoay sở việc gia đình nên rao bán miếng đất bằng giá mua ban đầu nhưng nhiều người chê mắc. Khách tới coi đều chê diện tích đất nhỏ quá, không đủ làm vườn, trồng cây, nuôi gà, kinh doanh cũng không được vì khu vực này ít dân cư. Cuối cùng tôi phải bấm bụng bán lỗ vì không còn cách nào khác. Chị Tâm chia sẻ thêm, với một số tiền đầu tư một năm trời không lời mà còn bán lỗ. Các bạn thấy không, sơ hở một tí là coi như là tự nhiên nào mất 140 triệu, mà đâu phải mất 140 triệu bạn.
Số tiền 730 triệu nên là các bạn có tính ngân hàng chưa? Bảo ngân hàng ở đây là 7% này, 7 49 là mất đi là 49 triệu nữa. Với cái này 140 nữa là thành ra 200 triệu chứ đâu phải mất nửa tiền đâu. Đó, ăn rồi đó. Cái này làm thêm một bài học nữa. Mua đất chơi nhưng mà vấn đề là ở vị trí vẫn được được tí, xa khu dân cư quá, khi nào các bạn bán là rất là khó bán. Nói chung là các bạn tốt nhất là các bạn chọn mảnh đất vườn á, cái tiêu chí của nó thứ nhất là nó vừa có đất ở, nó vừa có đất vườn, thứ hai là nó phải cái khu nó phải có dân ở, và điều thứ ba là cực kỳ quan trọng như là cái điều kiện giao thông phải tốt. Giao thông mà nó trắc trở đò ngang thì sao mà các bạn về đó các bạn ở, thứ nhất là đi đứng khó khăn, rồi có việc mà khi các bạn cần thì các bạn bán rất là khó bán, đường không vào thì tới đó là nói bạn rất khó bán. Cho nên một năm sau bán lỗ là cái chuyện nói chuyện bình thường các bạn, tại vì khi các bạn mua thời điểm giá nó cao, giá nó sốt thì người ta bán được cái giá đó, còn khi một năm sau các bạn bán lại thì lúc đó thị trường đang đi xuống thì các bạn bán lỗ là chuyện bình thường. Mới vào đề thôi mà đã có được hai cái bài học kinh nghiệm rồi các bạn ạ. À, nhớ cho mình cái à. Tương tự anh Thông này cũng phải tìm người sang lại một nhà vườn ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã được anh đầu tư nhiều công sức hơn một năm. Nguyên nhân là do nạn trộm cắp vặt quá nhiều, ngoài ra nguồn nước nhiễm phèn nên trồng rau củ quả đều không tốt. Nuôi con gì trồng cái gì cũng không ăn trọn vẹn. Tôi tốn 5 triệu đồng thuê người hàng xóm trong nhà và chăm sóc vườn tược nhưng mắc cứ mắc. Cả chuồng gà gần 100 con bị trộm hốt sạch mà không biết hỏi ai. Ở đồng quê mình có một tình trạng nữa các bạn biết sao không? Là hai cắp vạt cái chi cũng lái được trên á, mình nói các bạn ngay cả khu của mình ở đây các bạn này là cách đây là tầm tầm cỡ 5 năm trở lại đây thôi, lẫn đỡ đỡ các bạn này. Chứ còn hồi trước đó mình nói các bạn tình trạng cắp vạt cũng vẫn diễn ra, nuôi đàn gà mà nói các bạn có khi Tết lẫn vô xúc nguyên cả đàn gà luôn, không để lại cho chủ một con nào là phước để ăn Tết thôi. Nên các bạn thấy là đó là ở thành phố đó các bạn, chứ nói gì nông thôn là mà nói các bạn là lái không còn gì ra nha. Mít các bạn trồng là cũng vô hái, xoài các bạn trồng cũng vô hái, cao các bạn trồng cũng vô hái, không có cay không có câu gì mà còn ở vùng quê đó nha. Ở vùng quê mình có cái xáo xa là như vậy các bạn nè. Người nông thôn là thiệt thà chất phác, cái đó thì hoàn toàn đúng, có sao nói vậy. Sống là quan tâm đến hàng xóm láng giềng, đi đâu cũng hỏi cũng han, cái đó rất là tội, rất là tình thương. Nhưng mà lại hai có tính cắp vạt, cái của nhà họ nhờ mà, nhưng mà giống như của mình đó, cứ vô ngang nhiên hái tự nhiên đó. Cái câu chuyện nữa mình thấy thực tế luôn, chứ không phải là không phải đùa đâu các bạn à. Một trường hợp khác, vì quá mê sông hồ núi đầu tuyệt đẹp không khí mát mẻ của khu vực Tây Nguyên, và cũng vì lời ngon ngọt của cỏ đất mà anh Nguyễn Bá Tùng ở Đồng Nai đã ôm trái đắng khi mua nhầm mảnh đất không giấy tờ ở tận Đắk Nông. Môi giới nói toàn bộ khu vực này đều chưa có sổ nên tạm thời phải làm giấy tay. Chủ đất cũng cam kết sẽ trích lục giấy tờ để làm sổ đỏ, nên tôi quyết định mua miếng đất 3 hectare nhìn ra hồ với giá chưa tới 1 tỷ đồng. Nào để coi thử cái vụ chi đây. Tuy nhiên khi anh lên đo đạc đất để làm hàng rào thì phát hiện diện tích thực tế chỉ hơn 2 hectare. Chủ đất lẫn môi giới đều chối bỏ trách nhiệm, nhưng anh không thể nói với ai được vì mua giấy tờ tay không có xã huyện lập chứng. Tôi đã nhờ môi giới rau bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giờ nhìn lại mới thấy mình bị cảm xúc giận lối. Cứ thấy thế đất đẹp giá rẻ nên nghĩ rằng mua đại để chơi cũng tốt, nhưng nhìn lại quá phi lưu, mất nhiều hơn được. Anh Tùng chia sẻ. Nói các đừng bình tĩnh, đừng có nôn các bạn ơi. Nhiều lúc mình nói các bạn là bị cái cảm xúc nó dâng trào lên các bạn biết không? Mình ở thành phố không khí nó quá ngột ngạt mà. Đi ra ở ngoài cái ta ngộ là bạn là
có cảm giác là không khí nó cực kỳ trong lành mát mẻ. Ra một cái bờ sông là nhìn thấy trời nước mênh mông, có gì cũng thích hết trơn á. Tự nhiên cảm xúc các bạn dâng trào liền, có tiền sản một túi là các bạn múc liền chứ không để đâu trận ra. Có 2 hecta mà có 1 tỷ là quá rẻ. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng từ thành phố mà các bạn về nông thôn, một cái vùng mà xa xôi các bạn chơi, các bạn tính đi, một tháng các bạn về mấy lần. Các bạn tính đi. Các bạn còn công việc gia đình nè, công việc của cơ quan nè, rồi quan hệ giao dịch bạn bè đủ thứ chuyện trên đời hết trơn. Mình nói các bạn có khi một tháng các bạn chưa chắc gì các bạn sắp xếp thời gian các bạn đi chơi được, chứ đừng có nói chi mà về đó nghỉ dưỡng. Xa lắm, không có dễ đâu các bạn này. Trước khi làm những việc đó là các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tiêu chí mình nói rồi đó, phải chọn những cái vùng nào mà nó không quá xa trung tâm thành phố, đặc biệt là giao thông mà cực kỳ thuận lợi. Giao thông ở đây là phải đường nhựa tốt. Vào đất của mình ít nhất là phải có đường bê tông cho rộng rãi thoải mái, 2 xe và tránh đi được. Và cái vùng đó có người dân ở đó phải họ phải hiền hòa, sống phải an toàn các bạn này. Ở quê bây giờ mà nói các bạn, nó cũng không phải là hoàn hảo đâu. Bây giờ là những cái đốm lô la, những cái tụi mà bụi đời, những cái tụi mà chơi bời thì dần dần cũng về nông thôn, nó cũng xâm lắng rồi, chứ nó không còn cái cảnh yên bình giống như ngày xưa đâu. Cho nên các bạn mà muốn về đó, các bạn là phải tìm hiểu về cái vùng đó như thế nào, cuộc sống người dân là sao, có cái thứ mà tào lao xì bợp nó về đó hay là không. Chứ các bạn để cái nhà hoang mà nói các bạn một tuần sau, một tháng sau mình các bạn lên là cái nhà các bạn có khi là hắn phá nát bát cũng có, không còn cái gì đâu. Còn các bạn thuê người ở thì các bạn là tốn thêm tiền, đủ thứ đời hết chứ đâu phải. Nói về lý thuyết là cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay các bạn, nhưng mà đi vào thực tế các bạn thấy bốn người chia sẻ là các bạn thấy có bốn cái bài học khác nhau, không có anh nào giống anh nào ra. Cẩn trọng về yếu tố pháp lý. Tổng giám đốc một công ty bất động sản chuyên về dự án nhà vườn cho rằng việc cá nhân đi mua đất nhỏ lẻ làm nhà vườn phải xem giấy tờ pháp lý là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cầm sổ trong tay, chính chủ ra sang tay công chứng mới yên tâm trồng tiền, chứ đừng nghĩ người nhà quê thật thà mà ôm khó về mình. Đó các bạn thấy không? Nói các bạn cái từ nhà quê thật thà nó như bỏ ra ngà kép, mình thấy cũng đau lắm các bạn ạ. Thật sự là đau đó. Tự nhiên nó mất đi cái vẻ đẹp của người vùng quê. Người vùng quê chúng ta là gắn với cái sự mà thật thà chất phác. Nhưng mà bây giờ cái tính thật thà nó cũng đau còn đó các bạn. Nếu đất đó ở ven hồ, ven sông rạch thì phải tính toán nếu nhà nước thu hồi sẽ được đền bao nhiêu tiền, diện tích đất còn lại là bao nhiêu. Nếu giá quá rẻ mà đất ngoài sổ nhiều thì nên cân nhắc trước khi mua, vì nếu thu hồi giải tỏa thì mất tiền oan. Đặc biệt người mua phải hỏi kỹ chính quyền địa phương xem đất có lên thổ cư được hay là không. Vị giám đốc này cũng khuyên một số người nếu có ít tiền mà muốn mua mảnh đất làm vườn thì nên chọn mảnh đất có diện tích từ 2.000 m² trở lên mới đủ diện tích trồng cây, nuôi gà, thả cá, chứ chỉ đủ xây nhà thì sẽ mau chán và khó săn nhượng sau này. Bên cạnh đó phải tính đến yếu tố thanh khoản, tức là khả năng bán lại sau này. Ngoài ra có một số yếu tố khác cần lưu ý như thổ nhưỡng, mật độ dân cư, an ninh trật tự khu vực đó có ổn định để phù hợp với người dân ở xa về sinh sống nghỉ ngơi hay là không. Đó có chuyện mình nói nãy các bạn nè. Ngoài cái việc mà pháp lý, những yếu tố trên nào mà nói đó, cái tình hình an ninh trật tự ở khu vực này có ổn hay là không. Nhà quê bây giờ nó cũng không còn yên bình đâu các bạn nè. Ngày xưa mình nhớ các bạn thấy không, nhà ở không bao giờ đóng cửa các bạn này. Thứ nhất là hồi xưa không có ăn trộm, thứ hai thiệt ra nhà quê có gì đâu có ăn trộm các bạn, ai cũng nghề như nhau mà. Nhưng mà bây giờ khác các bạn, bây giờ những cái vùng quê còn ngày kinh tế nó cũng khá lên rồi, cũng có tài sản, nhưng mà đồng thời thì cũng những tiêu cực
ở thành phố. Bây giờ anh cũng dần dần tràn về nông thôn rồi. Bây giờ vùng nông thôn nó không còn yên bình đâu các bạn. Các bạn nhớ cho mình một điều như vậy. Cho nên khi các bạn chọn một cái vùng nào thì cũng phải xem xét cái địa phương nó như thế nào, có yên bình hay là không. Chứ còn không mà có thêm một cái xã mà nó không yên bình là các bạn về các bạn ở cũng không có yên đâu. Giống như cái bài nãy mình chia sẻ rồi đó. Lưu ý khoảng cách và thời gian di chuyển này. Bà Thảo, một người chuyên đi sang đất vườn của các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng khoảng cách thời gian di chuyển là tiêu chí quan trọng để chọn đất. Nên chọn những mảnh đất cách thành phố tầm 100 km để đỡ mất thời gian di chuyển vào dịp cuối tuần, đặc biệt đất phải có đường ô tô và phải gần khu dân cư để có thể nhanh chóng kéo điện nước sinh hoạt khi xây nhà vườn, bởi chi phí cho những tiện ích này rất tốn kém, có khi còn nhiều hơn số tiền bỏ ra mua đất. Như vậy thì ngày nay mình thấy một cái bài mình thấy rất là hay các bạn. Chia sẻ rất là thực tế. Mà mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và trong đây đã có những cái lời mà những người mà chuyên gia người ta cũng khuyên mình, những cái lời khuyên mình thấy cực kỳ bổ ích các bạn này. Như vậy thì các bạn nào mà có nhu cầu mà mua một miếng đất vườn rộng rãi ở nông thôn để cuối tuần hoặc là cuối tháng cùng với gia đình bạn bè về chơi nghỉ dưỡng, trước khi mua thì các bạn phải tham khảo một cái bài viết như thế này các bạn ạ. Mình thấy rất là hay các bạn. Và đây là một cái bài mình bổ sung thêm, cũng là liên quan đến cái kinh nghiệm, những điều mà các bạn cần thiết trang bị để mua một miếng đất vườn các bạn ạ. Nhu cầu sở hữu một căn nhà vườn làm nơi sum họp thư giãn lý tưởng là vô cùng thiết thực. Tuy nhiên không ít người đã hối hận sau khi mua đất vườn trang trại. Trong cái bài này người ta chia sẻ thêm một số ý nhưng mà thấy rất là hay các bạn này. Thứ nhất là cái địa điểm này, nên chọn những cái khu vực nào không bị kẹt xe ngập nước này. Khoảng cách là từ 35 đến 40 km là hợp lý này, đó. Thứ hai là các bạn phải xem cái cấu trúc đất. Ý là các bạn phải xem cái đất đó nó vuông vức có đẹp đẽ hay là không. Mà chiều ngang người ta khuyến cáo mình là nằm ở trên 10 mét là đẹp. Chứ còn nhỏ quá là cũng không có đẹp đâu các bạn ạ. Đó. Cái thứ ba là người ta khuyên mình là phải tính toán cái ngân sách các bạn này. Đó. Thứ tư là cái yếu tố pháp lý này. Nghĩa là phải kiểm tra cái quy hoạch trên phòng tự nhiên môi trường quận huyện nơi mà các bạn mua đất. Hãy đảm bảo là đất không nằm trong quy hoạch. Và cái này cũng rất là quan trọng, nếu đất mà chuyển được thửa thổ cư là càng tốt các bạn. Cái này là các bạn phải chịu khó các bạn đi hỏi các bạn. Thứ năm nữa là phải tìm những cái lô đất đẹp mà giá tốt, có nghĩa là liên lạc với môi giới ở địa phương và dành nhiều thời gian đi xem thực tế từng khu đất để dễ dàng so sánh. Cái này mình thấy nhiều người cũng hai mắt sai lầm các bạn. Thấy có người môi giới người ta giới thiệu các bạn có một miếng là các bạn thấy các bạn ưng ý là các bạn nhảy vào liền. Các bạn không biết rằng có nhiều cái miếng khác có khả năng là nó đẹp hơn, giá tốt hơn. Thì muốn như vậy thì các bạn phải đi xem thật nhiều thì các bạn mới có sự so sánh được. Còn tất cả những anh môi giới mình nói các bạn á, mình không phải mình nói xấu đâu các bạn ạ. Họ muốn bán được hàng tất nhiên là họ phải ca ngợi cái đất họ đẹp như thế nào, còn những cái rủi ro, những cái điều không ai người ta không bao giờ người ta nói. Vì vậy mà các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ để trước khi các bạn đưa ra một quyết định. Khi mua thì dễ nhưng khi bán là khó các bạn ạ. Phải tính đến cái chuyện mà chi phí duy trì các bạn này. Đó, ví dụ như là công làm vườn này, rồi các trong để trong đất này, lau chùi vệ sinh này, điện nước, cáp quang, internet. Chi phí để thuê một người làm tầm tầm từ 4 đến 5 triệu một tháng nữa. Còn các bạn để không là nó vào nó phá cái nhà các bạn là hư tanh banh hết. Như vậy là các bạn phải tốn thêm cái tiền mà để thuê người giữ cái nhà các bạn và làm công tác vệ sinh. Đó, đó là những cái bài mình thấy chia sẻ rất là hay các bạn. Hai cái bài này nó nằm hai cái báo khác nhau các bạn ạ. Nhưng mà mình cắt công mình tìm để mình kết nối giữa hai cái bài này, có những cái liên lạc với nhau. Như vậy là các bạn đọc các bạn có thể hình dung được là bây giờ mình đi mua một miếng đất mà có vườn như vậy thì chúng ta nên trang bị những kiến thức gì, cần những cái điều gì đầu tiên và làm như thế nào để tránh những cái rủi ro mua được một cái đất vườn mà nó phù hợp với giá tiền mà nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của bạn.
không có gặp rủi ro về cái pháp lý sau này. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.